tộc kính gửi đến lời chúc sức khỏe Nguyễn Mạnh Thường Quân và toàn thể anh chị em đồng nghiệp cũng đang hiện diện trong cái ngày cần cô cơm hôm nay. Tiếp nối chương trình sau đây, tôi mạng rất trân trọng kính gửi đến cho toàn thể quý vị với một lớp trích đoạn trong vở cải lương Nợ Giang Hồ. Xin trân trọng kính gửi đến toàn thể quý vị. Dừng bái đạo kìa, Vũ Thú Vương. Dừng bái đạo, nó trở về đây là để thăm thằng bạn cô. Xem bây giờ mày có được hạnh phúc với vợ tao không? Xem con tao mày có thật giả thật lòng thương yêu chúng hay là mày nhớ môi. Thú thật chưa mày, có nhiều lúc tao rất thèm các mùi da thật cổ. Tao muốn quay về tim mày cái đôi lại nhủy xưa, nhưng tao thiết nhiên tao gọi tao là một thằng thôi. Còn mày cha mày chơi tao là cách đã dần chân ghé ngủ một đêm buồn. Cho nên khi gặp ngày tao không giận không thì mình đã chẳng giữ thủy chung thì đừng bắt người chung thủy. Nào có nghĩa gì tình chồng vợ trong năm, tao hứa không thù không quán gì đâu. Thì mai mốt đây vợ của tao à không, vợ của mày nó cũng sẽ theo thằng khi mà mày với tao đã mỏi mòn chân lầm không còn nghĩ cảm ơn các bạn quý vị. Ngàn qua mưa mang tiếng cả sắc trời tiếng mưa.
thương.